Kính chào các bạn yêu cơ, trong video này kênh Học Của Tướng này sẽ gửi tới các bạn hai ván cờ rất hay, rất sắc bén của danh thủ Nguyễn Thành Bảo đánh trong cờ tiêu chuẩn của giải cờ tướng vô địch xuất sắc toàn quốc năm 2024. Trong ván cờ đầu tiên trong video này, bên đỏ đi tiên là danh thủ Đặng Quốc Hưng và danh thủ Nguyễn Thành Bảo là người cầm bên đen. Kính mời các bạn đón xem. Chứ Chứ吃 吃 吃 吃 吃
吃 吃 吃 吃 将军 吃 Và tới hình cờ trên sau phấn cờ cho xe 7-6 chủ tướng đến từ Anh Bảo thì bên đen của Đào Quốc Hưng đã phải buông cờ xin thua. Bởi các bạn thấy ngay, bây giờ mà cho vách xích qua thì lập tức là xe 7-1 cục ngay. Hình cờ đó mà cho xử lý bằng phần cờ cho bình pháo qua, khi đó bên đen có thể cho phế pháo ngay để tấn công. Xe mà ăn pháo lập tức là ăn pháo chiếu, xe 7-1 thua. Tất nhiên là không thể ăn pháo. Mà trong hình cờ trên không ăn pháo cho chạy sĩ đi. Dù chạy sĩ đi vị nào, các bạn thấy ngay, đều bị bên đen cho pháo 3 thoái 1 và kết hợp cùng xe lỗ 7 để tấn công, thì bên đỏ sẽ không thể thủ được trong hình cờ đó. Lên sĩ lập tức là thoái pháo chiếu và xe 7-2. Sau đây kênh học của Tuấn Lai sẽ cùng các bạn xem phần đầu thứ hai trong video này, trận tranh tài cũng trong cờ tiêu chuẩn của giải cờ tướng xuất sắc toàn quốc năm 2024. Người cầm bên đỏ đi tiên là anh Vũ Quốc Đạt và người cầm bên đen là danh thủ Nguyễn Thành Bảo. Thank you.
吃。 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 将军。 吃。 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 吃。
吃。吃。将军。吃。将军。Và tới hình cờ trên sau vấn cờ cho xe 7 bình 5 để khống chế trung lộ đã mượn đường cho mã 7 thế 5 để công phá thì đường công đến từ bên đây là quá mạnh, bên đỏ đã phải buồn cờ nhận thua trong hình cờ trên mặc dù còn tới 2 xe. Kênh học của Tướng Lai vừa gửi tới các bạn hai ván đấu trên hai ván cờ ấn tượng của danh thủ Nguyễn Thanh Bảo. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.